Mà những cái người như vậy thực ra là thế này, là những người người ta làm cái gì, người ta chỉ nghĩ đến cái lợi của người ta thôi. Người ta được là được, không cần biết người khác như thế nào ý. Cái lộc người ta nó không bền đâu, những cái người đó người ta không giữ được lâu đâu. Còn cái người người ta thực sự người ta có cái tầm nhìn ý, người ta hiểu một cái điều ý, đôi bạn cùng tiến, chúng ta cùng đi lên. Tôi vui thì bạn mới vui được, bạn khỏe thì tôi mới khỏe được, về lâu về dài phải là như thế, về lâu về dài phải là như thế. Nói chung ý, những cái người mà có cái cách sống ý, người ta sửa lời, người ta song sanh ý, người ta rộng rãi ý, thì những cái người đó ý, họ là những người họ có nhiều những cái mối quan hệ rất là tốt, họ có nhiều những cái mối quan hệ mà chất lượng đấy, họ họ là những cái người họ được nhiều người quý mến đấy. Thế đâm ra là khi mà họ mà có cái chuyện gì hay là như nào, họ cũng được được nhiều người sẵn sàng người ta giúp đỡ. Mà kể cả là có cái cơ hội mà làm ăn hay là làm việc hay là một cái cơ hội tốt gì trong cái công việc, trong cuộc sống ấy, là họ sẽ là những cái người ấy, mình nói họ sẽ là cái người mà luôn được những cái người này người kia, người ta ý người ta ấy, người ta chia sẻ những cái công việc, những cái cơ hội. Và những cái người đó trong cuộc sống họ dứt khoát họ sẽ là những cái người dễ thuận lợi, dễ thành công. Đấy, thế nên các bạn nào nhé, mà trong cuộc sống mà bạn cứ cảm thấy nhé, mà bạn mà chặt chẽ quá ấy, thì bạn tự thấy xem là mình là cái người mà kiểu như là cái may mắn, cái lộc của mình nó có nhiều hay không, mà cuộc sống của mình nó có dễ thở hay không. Nếu bạn cảm thấy là cái cách sống của bạn ấy nó như thế mà bạn vẫn là kiểu như là chưa được như ý trong cuộc sống, bạn thay đổi lại đi, thay đổi lại đi. Khi bạn sởi lời hơn ý, bạn rộng rãi hơn ý, thì cái tâm lượng của bạn ý nó cũng rộng hơn ý, thì chắc chắn bạn sẽ nhiều những cái mối quan hệ người ta quý bạn hơn, và chắc chắn bạn có nhiều cơ hội hơn, và bạn không thiệt đâu. Tự dưng khi bạn sởi lời ý, người ta bảo rồi sởi lời thì trời cho, bạn cứ yên tâm đi. Cái người càng cho đi, cái người càng không sợ thiệt, thì cái người đó ý, càng là những cái người nhận được nhiều cái may mắn. Khi bạn sởi lời ý, thì là cái tâm của bạn nó không so đo, không tính toán nha. Bạn là cái người không tham, mà cái đầu của bạn không tham ý, bạn đã là cái người ý, có lợi rồi. Cái đầu của bạn nó nhẹ nhõm rồi. Còn bạn là cái người tham thì cái đầu của bạn ấy nó luôn phải tính tính toán toán, đau đầu lắm, mệt lắm, vất vả lắm. Sống thế thì cũng mệt, có tiền mà cứ đau đầu, cứ tính tính toán toán, cứ tham, cứ ích kỷ, cũng mệt đúng không? Cái tội gì, thiệt thòi đi một tí, sống thoáng lên tí, cho đi, giữ làm gì? Cái cuộc đời, cuộc sống ai biết được cái ngày mai là như thế nào, thế cứ phải giữ làm cái gì, chia sẻ đi, cho đi. Ừ, đúng không? Các bạn cứ để đi. Thế nên bạn nào sống sẻ lời, các bạn đều là những người có quý nhân đi theo, các bạn hãy để ý cho mình cái điều đó. Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì hôm nay mình lại chia sẻ đến quý vị cùng các bạn về một vài những cái đặc điểm, một vài những cái đặc điểm để bạn nhìn, bạn nhận biết cái trước tiên là bạn nhận biết xem là chính cái bản thân bạn ý, bạn có phải là cái người mà có cái số trời thương hay không? Bạn có phải là cái người mà có quý nhân đi theo hay không? Bạn xem trong cái video này là bạn nhìn ra chính bản thân mình. Hơn nữa là bạn cũng có thể là bạn nhìn người khác, bạn nhìn mọi người, thì bạn cũng có thể là phần nào để bạn biết cái người đó có phải là cái người có cái số trời thương hay không. Cái video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ, các bạn chú ý đón xem. Ừ.
Này bây giờ nhé, bây giờ mình đi luôn và mình nói luôn là như này nhé. Các bạn cứ để ý với mình. Các bạn cứ để ý với mình một cái điều là như này nhé. Các bạn cũng thừa hiểu một cái điều rằng là những cái người, người ta là những người, người ta có cái số trời thương ấy. Người ta là những cái người mà có quý nhân đi theo ấy. Thì họ là những cái người mà họ trong cái cuộc sống họ hay gặp những cái may mắn, hay gặp những cái bình an, hay gặp những cái thuận lợi. Cái cuộc đời, cái cuộc sống của họ dường như lúc nào chúng ta cũng thấy nó rất là có một gì nó bằng phẳng, nó may mắn, nó thuận lợi. Nói chung là kể cả những cái điều kiện này, điều kiện nọ, họ đều như gần như là từ cái điều kiện mà kinh tế cho đến những cái điều kiện mà về tinh thần ý, họ có. Thường thường là họ nhỉnh hơn so với cái người bình thường. Kể cả là bây giờ các bạn cứ để ý nhé, là những cái người, người ta, những cái người, người ta là những người, người ta có cái số trời thương ấy. Ừ, người ta là những người, người ta có quý nhân đi theo. Các bạn cứ để ý cái hình dáng, cái vẻ bề ngoài họ luôn luôn, họ có một cái gì đó đã là cái người mà ưa nhìn, muốn nói gì thì nói, sức khỏe có này, dung mạo được này, ưa nhìn này. Kể cả là nam hay là nữ, họ đều có một cái gì chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy là rất là ưa nhìn, rất là ưa nhìn. Nghĩa là họ đứng trong một cái đám đông, họ không bao giờ bị lẫn. Kiểu gì họ cũng rất là nổi bật, có một gì nổi bật, chúng ta rất dễ là chúng ta nhận ra họ. Và thậm chí là như thế này nha, các bạn cứ để ý nha, những cái người, người ta có cái số trời thương ấy, khi các bạn nhìn, các bạn chỉ cần đôi khi, các bạn gặp họ một lần thôi, là tự dưng, kể cả là lâu sau bạn gặp lại, bạn nhìn họ là bạn nhận ra họ liền. Họ có một cái gì nó gọi là có cái ấn tượng. Nhưng mà tuy nhiên mình nói là cái ấn tượng ở đây là cái ấn tượng gì? Cái ấn tượng ở đây là cái ấn tượng mà để lại cho bạn cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó quý mến ấy. Cái ấn tượng mà các bạn quý mến người ta ấy. Chứ không phải là cái ấn tượng mà các bạn sợ hãi đâu. Cái người mà các bạn khi mà các bạn gặp ấy. Cái người nào mà khi mà các bạn gặp mà để lại cho bạn cái ấn tượng mà kiểu như ghê sợ ấy, lần sau các bạn muốn tránh ấy, thì những cái người đó chưa phải là những cái người có cái số trời đương. Những người đó chưa được là những cái người mà có cái số trời thương. Mà kể cả là những cái người đó, họ thường là những người không phải là những người có quý nhân đi theo đâu. Cái người nào mà khi mà các bạn gặp mà để các bạn, nghĩa là họ mà để lại cho các bạn kiến tượng mà sợ ấy, mà muốn lánh, muốn xa, muốn rời xa ấy, thì những cái người đó họ dễ là những cái người mà kiểu như là cái phúc họ nó chưa lớn, cái phúc họ nó chưa lớn, cái phúc chưa lớn. Bởi vì con người nha, con người của chúng ta nó hay ở cái điểm là như này này, con người nó hay ở cái điểm là như này luôn luôn nhá. Kể cả khi bạn mới sinh ra thế này thế kia, nó đều có một cái linh tính. Nó đều có một linh tính, nghĩa là ở trong vô thức của bạn ấy, ở trong vô thức ấy, nó đều có một cái linh tính là gì? Là cái người đáng sợ và cái người đáng mến. Các bạn đều cảm nhận được. Chúng ta chưa cần phải học hỏi một cái gì, nhưng mà chúng ta luôn có cái ở trong đầu. Người ta gọi trong cái vô thức, hay là người ta gọi đó là cái bản năng. Đó là cái bản năng. Giống như kiểu là khi chúng ta sinh ra ấy, đâu ai dạy chúng ta là phải hít phải thở đâu thì nó mới sống đâu. Đâu ai dạy cho chúng ta là phải ăn phải uống phải cho vào mồm phải ăn. Cứ tự dưng cái gì đút vào mồm là nhai, là muốn đói là khóc là gào, đúng không? Là cứ muốn có cái gì đút vào miệng, một là sữa hay là ăn uống cái gì, hay là khát là muốn uống. Nó là cái bản năng, nó là ở trong cái vô thức. Thì cái cảm nhận người tốt người xấu nó cũng là ở trong cái vô thức. Nó là cái bản năng. Các bạn cứ để ý. Thế nên là như thế này. Thế nên nếu như các bạn gặp một cái người nào ấy mà người ta để lại cho các bạn cái ấn tượng là yêu quý, quý mến ấy, cảm thấy nó gần gũi, đấy là cái người có quý nhân đi theo, đấy là cái người mà có số trời thương. Mà các bạn nhớ với mình một cái điều là như này nhé. Những cái người mà người ta là những người, người ta không có số trời thương ấy, mà người khác có muốn hãm hại người ta cũng không hãm hại được.
nó lạ lắm. Có muốn ai mà có ghét họ rồi có tìm cái cách mà kiểu như là nói xấu, bêu xấu họ này, hay là tìm cái cách gì mà để mà hạ uy tín của họ, hay tìm cái cách gì mà chơi xỏ họ thế này thế kia ấy, đều không thể làm được. Họ như kiểu họ có một cái gì nó vô hình chung ấy, nó bảo vệ họ ấy, có một cái gì đó ấy. Nó lạ lắm nha, các bạn nhớ nha, lạ lắm. Mình nhắc lại với các bạn là như này này. Cái chuyện mà mình nói là cái người mà có cái số trời thương ở đây thì nó bao gồm nhiều lắm nha. Các bạn hiểu nôm na một cái điều là như này này. Trời thương ở đây có nghĩa là gì? Nào là được Phật trời Phật thương này, được Thánh Thần thương này, được Chúa Trời thương này, đúng không? Hay là được những cái vị thần linh thương này, hay là được những cái người mà người ta gọi là những người âm đi theo, người ta thương, người ta quý mến này, những cái dòng họ tổ tiên, hay là những cái niềm vô hình, hay là những cái năng lượng từ vũ trụ thế này thế kia. Nó bao gồm nhiều thứ mà chúng ta nhiều khi là chúng ta chỉ nhìn thấy hay là biết bằng cái cảm nhận. Bằng cái cảm nhận, bằng cái linh tính, bằng cái tự dưng mà chúng ta vượt, chúng ta cứ thoát qua được những cái tai nạn, những cái này cái nọ mà chúng ta lại thoát khỏi những cái gì là cái chông gai, cái thử thách, cái nghịch cảnh, chúng ta có thể là chúng ta dễ dàng chúng ta vượt qua. Thì khi đó thì mình muốn nói đấy là cái người mà là cái người mà có cái số trời thương. Các bạn để ý cho mình cái điều đó. Đấy thì bạn thấy đấy, những cái người mà người ta có cái số trời thương ấy, cho dù là người ta gặp bất cứ một cái gì, cái hoàn cảnh, cái nghịch cảnh gì, người ta đều ok, người ta vượt qua. Ai mà muốn thế này thế kia với họ ấy, nhiều khi không làm được. Muốn chơi xấu họ, muốn gài bẫy họ, muốn thế này thế kia, nhưng mà họ đều vượt qua hết. Tai qua nạn khỏi. Lạ lắm ấy, đều tai qua nạn khỏi. Nó kỳ lạ cái kiểu như vậy. Mà những cái người như vậy, khi mà họ bất cứ họ gặp một cái chuyện gì tự dưng ấy, tự dưng có người ta giúp đỡ, người ta xuất hiện đúng lúc đúng chỗ luôn ấy, kịp thời luôn ấy. Mình nói ví dụ nha, bạn là cái người bạn đi lạc chẳng hạn, nếu bạn là cái người mà có số trời thương, bạn đi du lịch ở một cái nơi xa nhà, bạn lạc lối, bạn lạc đường ấy. Cái lúc mà bạn đang loay hoay, bạn đang hốt hoảng, hay là bạn đang thế này thế kia, nghĩa là bạn đang kiểu như là bạn cảm giác như là mình lạc và mình không biết là cái đường nào để mình đi. Cái lo lắng nó xuất hiện ở bạn đến nơi rồi, thì tự dưng là có một người lạ, người ta xuất hiện và người ta chỉ đường chỉ lối cho bạn, thậm chí người ta dẫn đường cho bạn ấy. Người ta nhiệt tình cực kỳ luôn. Người ta giúp đỡ bạn, mà giúp đỡ vô tư nha. Người ta rất nhiệt tình mà người ta giúp đỡ rất vô tư, nghĩa là bạn gặp quý nhân luôn ấy. Mà cho dù là cái người đó là cái người bạn không quen biết, đấy là bạn là cái người có quý nhân đấy, bạn là cái người mà có cái số trời thương đấy. Bạn cứ để đi, nó lạ lắm. Có những cái sự việc mà có những cái mà chúng ta thấy bất ngờ ấy. Chúng ta thấy bất ngờ luôn ấy. Và mình nói là như này nhé, có một cái điều này là rất là quan trọng này. Các bạn hãy nhớ có một cái điều này là rất là quan trọng. Cái người mà người ta là những người, người ta được trời thương, người ta có cái số quý nhân ấy. Hầu hết trong cái cuộc đời của họ ấy, họ đã từng bị dồn vào cái nghịch cảnh, mà cái bế tắc, mà cái thế như kiểu dồn vào chân đường ấy, tưởng là không đứng lên được ấy, khó khăn kinh khủng, đủ khó khăn, chồng chất khó khăn, đủ nó bế tắc đấy, kiểu như là bế tắc luôn ấy. Nhưng họ vượt qua, họ đều là những cái người vượt qua. Và từ cái lúc họ vượt qua ấy, thì họ lại là cái người ấy, lại có được, luôn có được cái cuộc sống ấy.
nó rất là tốt, nó rất là thuận lợi, nó rất là may mắn, rất là bình yên. Bạn nào mà như thế xin chúc mừng các bạn. Bạn nào như thế xin chúc mừng các bạn. Nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn ấy là những người bạn trong cái quá khứ, bạn đã là cái người đã từng là một cái người gặp, rơi vào cái nghịch cảnh, rơi vào cái người ta gọi là như kiểu là mất hết đi, mất hết, gần như là mất hết cả cái vật chất, cả cái tinh thần, hay là bạn bị suy sụp, bạn bị dường như là cái kiểu là bị sụp đổ ấy. Khó khăn, rất khó khăn ấy, nhưng mà bạn vượt qua ấy. Bạn vượt qua được cái điều đó, và cho đến bây giờ cái cuộc sống của bạn ấy nó rất là ổn, nó rất là ổn, nó rất là thuận lợi. Bạn bằng lòng, bạn hài lòng với những cái gì mà mình đạt được. Bạn là cái người có cái số trời thương. Bạn cứ để ý cái điều đó. Bạn cứ để ý cái điều đó. Mình nói có nhiều người nha, có nhiều người người ta không có cái số trời thương ấy. Có nhiều người mà người ta không có cái số trời thương, người ta không có quý nhân đi theo ấy. Người ta gặp một cái chuyện gì, gặp tai họa, gặp nghịch cảnh, người ta ngã là người ta ngã luôn. Ngã là ngã luôn. Ngã là không đứng dậy được luôn ấy. Có nhiều người, người ta suy sụp đến cái mức độ người ta mất đi cái trí nhớ. Cái đầu người ta, cái hành động, cái hành vi người ta ấy, nó bị loạn. Cái suy nghĩ, cái đầu nó bị loạn. Kinh khủng lắm. Nhiều người mà không có cái số trời thương là người ta bị như vậy đấy. Người ta mất hết cái nghị lực luôn ấy, mất hết cái niềm tin, mất hết cái ý chí luôn ấy. Mình nói quý vị nhá, các bạn nhớ một điều là nhà nhớ, trong cái cuộc sống này này, bạn mất cái gì cũng được. Bạn mất cái gì cũng được, nhưng nếu như bạn là cái người bạn mất đi cái ý chí, mất đi cái niềm tin, hy vọng ấy, đấy nó mới là cái đáng sợ. Đấy nó mới là cái đáng sợ. Một cái người mà không còn có cái cảm giác, có cái niềm tin, có cái hy vọng, có cái gì trong cái cuộc đời ấy, thì họ không có cái lý do gì để họ tồn tại. Bạn hãy nhớ đấy. Một người, bất cứ con người ấy, chúng ta đều cần phải có một cái gì để chúng ta bấu víu vào. Đều phải có một cái niềm tin, có một cái đức tin, có cái niềm tin, có một cái hy vọng. Có một cái mà chúng ta nhìn thì cái cuộc sống nó mới có ý nghĩa. Chứ cái người mà đã mất hết niềm tin, hy vọng thường là những người người ta hay nghĩ quẩn lắm. Thường là những người người ta hay nghĩ quẩn. Người ta thường là những người mà người ta không cần thiết, người ta không quan trọng một cái gì nữa luôn. Kiểu là như vậy. Cái điều đó là cái điều nguy hiểm. Cái điều đó là cái điều rất nguy hiểm. Thế nên bạn nào ấy, bạn nào đã từng là thế này thế kia nha, mà bạn vượt qua được, bạn là những người mà trong cái quá khứ, bạn là những người có một cái, bạn trải qua được những cái gian nan, những cái khổ cực, những cái vất vả, mà bạn đi lên, bạn đứng lên, bạn vượt qua được cái trở ngại, cái chông gai, cái khó khăn, để cái cuộc sống bây giờ bạn ấy, bạn đôi khi bạn cảm thấy bạn tự hào khi bạn nhìn lại những cái chặng đường mà mình đã đi qua, nghĩa là bạn không bị gục ngã. Bạn vẫn đứng thẳng, bạn vẫn đứng vững được ấy. Thì bạn là cái người có, người ta gọi là có cái số ấy, quý nhân. Bạn cũng là cái người mà được trời thương. Bạn cứ để ý cái điều đó cho mình nha. Cứ để ý cái điều đó cho mình. Một cái điểm nữa nhé. Một cái điểm nữa là như thế này. Bạn chú ý cho mình nhé. Bạn, cái điểm này là bạn chú ý cho chính bản thân bạn cái đã nhé.
Sau đó là bạn có thể là bạn nhìn những cái người xung quanh bạn là bạn biết được nha, bạn biết được đây có phải là cái người mà có cái số trời đưa hay không, là bạn biết. Nếu như bạn là cái người mà bạn đi ra ngoài nha, bạn đi ra ngoài, bạn giao tiếp, bạn tiếp xúc với bất cứ ai ấy, mà bạn luôn là cái người bạn luôn tôn trọng được người ta ấy. Ở trong bạn ấy, bạn không có cái tâm mà kiểu như là phân biệt, không phân biệt, không phân biệt người này người kia, bạn không phân biệt đối xử, bạn luôn là cái người bạn luôn tôn trọng được người ta. Bạn là cái người có quý nhân, bạn là cái người mà có cái số trời thương. Bạn để ý cho mình cái điều đó. Bạn để ý cho mình cái điều đó, cái điều này là cái điều quan trọng lắm. Cái điều này là cái điều quan trọng lắm. Nghĩa là như thế này này, bạn gặp người già ấy, thì bạn kính, bạn kính già. Bạn gặp cái người trẻ, gặp một cái đứa trẻ con ấy, bạn lại nhường, bạn cũng yêu mến mà nhường. Người ta gọi là kính trên nhường dưới. Hay là bạn gặp một cái người giàu hay là cái người nghèo, bạn đều có một cái sự tôn trọng, đối xử bình đẳng, đều có cái sự tôn trọng. Chứ không phải là bạn gặp cái người, bạn gặp cái người giàu rồi bạn lại tỏ ra là bạn khúm núm, bạn xung xoe, bạn nịnh bợ, bạn dùng những cái lời ăn tiếng nói nó ngon ngọt rồi bạn nịnh bợ, bạn vuốt ve, nịnh hót đấy. Rồi bạn gặp những cái người mà người ta làm những cái người người ta không bằng bạn, người ta nghèo, là những người người ta nghèo, người ta thiếu thốn, thì bạn lại coi thường, bạn lại coi thường, rồi bạn lại kiểu như cái thái độ của bạn, bạn đối xử như kiểu nó khác hẳn ý, như kiểu bạn là cái người hay mặt ý, bạn dở mặt ý. Không phải thế nhá, nghĩa là bạn đối xử ý, luôn luôn bạn tôn trọng đối xử của bạn, luôn luôn bạn tôn trọng mọi người, không phân biệt người giàu hay là người nghèo, bạn đều tôn trọng. Người có chức quyền địa vị hay là cái người thấp kém, bạn cũng đều tôn trọng. Người giỏi hay là người kém thế này thế kia, bạn đều là tôn trọng. Bạn không vì thế này vì thế kia mà bạn phải thay đổi cái kiểu như là cái cách đối xử của mình. Bạn là cái người có cái số trời thương, bạn là cái người có quý nhân đi theo đấy. Thường thường những cái người như vậy như mình nói nhé, thường thường những cái người như vậy thì thường thường những cái người như vậy họ thường là những cái người mà kiểu như là những cái người này họ thường là những cái người rất là đức độ, họ là cái người đức độ, họ là cái người hiểu biết, họ là cái người hiểu biết, họ là cái người đức độ. Bạn cứ để ý, họ là cái người đạo đức, có đạo đức. Cái tâm của họ ấy, cái tâm của họ nó rộng, cái tâm lượng của họ nó rộng. Mình nói cái người mà không nhất quán ấy, cái người mà đối xử, ví dụ nha, bây giờ mình nói nha, cái người mà người ta gặp cái người giàu ấy, người ta xung xoe, người ta nịnh bợ, thì chứng tỏ đây là cái người tham. Mà đã là cái người tham là cái người sống không thật, không chân thành. Bạn cứ để ý, cái người tham thì bao giờ cũng thích gần những cái người giàu. Nha. Xong rồi người ta gặp cái người giàu thì người ta như vậy, rồi gặp cái người mà người ta khó khăn, người ta nghèo, người ta xa lánh, người ta khinh, người ta coi thường, người ta sợ là gần người ta, gần cái người nghèo, sợ là họ làm thiệt hại đến mình, làm tổn hại kinh tế mình, hay là họ vay họ mượn, hay là thế này thế kia. Nói chung họ là những người họ coi thường ấy. Thì rõ ràng đây là những cái người mà mình nói, đây là những cái người như xã hội người ta hay gọi là cái gì, tham phú phụ bần ý. Nói chung là đây là những người mà không đáng tin tưởng. Những người này họ thường là những người không phải là những người có quý nhân, người kém đi cái suy nghĩ, kém đi cái đạo đức, kém sự hiểu biết, thường là những người như vậy.
những người như vậy thường là không phải là những người cục nhân đi theo. Mình nói quý vị là như này nhé, nếu như mà đứng ở cái góc độ là cái người, một cái người mà người ta là cái người ta giàu có, người ta hiểu biết nhé, mà người ta tiếp xúc với một cái người mà người ta có cái thái độ kiểu như vậy, thì đương nhiên là những cái người ta giàu có, người ta hiểu biết ấy, người ta cũng không tôn trọng, người ta cũng có một cái gì người ta cảnh giác, có một cái gì đó người ta đề phòng, người ta đề phòng những cái người như vậy. Mà nếu như mà đứng ở cái góc độ một cái người mà người ta đang là cái người mà người ta đang khó khăn, người ta đang nghèo ấy, mà người ta nhìn cái người mà đối xử với người ta như vậy, thì trong lòng ấy, đương nhiên là trong lòng người ta không phục. Cái người nghèo người ta sẽ không phục, cái người mà thua kém cái người như vậy người ta sẽ không phục. Và mình nói ở đời thì bất cứ một cái gì đều có thể là xảy ra. Cái người nghèo, cái người mà chưa giàu thì sẽ giàu. Mà còn cái người giàu ấy, cái người đang giàu ấy, chưa thể nói trước được. Chưa thể nói trước được. Hôm nay người ta giàu, tới ngày mai người ta nghèo thì làm thế nào? Ừ. Mà chắc gì người ta đã là cái người giàu đâu. Đúng không? Chắc gì đã là cái người giàu đâu. Mà cái người nghèo làm sao mà người ta nghèo mãi mãi được? Hôm nay người ta nghèo, có khi người ta cũng là cái người ta giả nghèo thì làm sao? Sao mà biết được? Có đầy người người ta rất giàu, người ta đi ra ngoài người ta rất là giản dị, rất là giả nghèo, rất là giản dị, người ta ăn mặc nó có xấu đi thì sao biết được. Đầy người nghèo thì lại giả giàu, mà đầy người giàu lại giả nghèo, cái trò đời nó là như vậy, đúng không? Các bạn cứ để ý đi. Thế nên những cái người nha, mình nói những cái người nào mà người ta làm, những cái người người ta đối xử, người ta luôn tôn trọng được mọi người ấy, thì cái đầu tiên là mình sẽ đấy, mình sẽ hiểu cái người đó dứt khoát họ là cái người có trí tuệ, họ là cái người thông minh, họ là cái người thông minh, họ là cái người hiểu biết, thì họ mới là như thế, đúng không? Chứ còn những cái người mình nói, những cái người cứ gặp người này đối xử phân biệt thế này thế kia, biết ngay đây là cái người tham lam, đây là cái người thiền cận. Mà cái người tham lam, cái người thiền cận ấy, thì người ta dễ là những người thực ra người ta ok, nghĩa là trong cuộc sống người ta cũng có cái này có cái kia đấy, nhưng mà nó không lớn, nó không nhiều, cái lộc cái phúc người ta nó cũng không nhiều đâu, chứ không phải là không có. Có những cái phúc cái lộc nó không nhiều, mà cái quan trọng ở đây là họ là những người họ không có quý nhân đi theo. Ừ, người ta không phải là những người mà có cái số mà kiểu như là có quý nhân. Bởi vì những cái người người ta là những người có số quý nhân ấy, người ta khác, cái cư xử người ta ấy, cái ứng xử người ta, cái cư xử người ta ấy, nó tình người, nó đạo đức lắm, nó nhẹ nhàng lắm, nó khiêm tốn, nó khiêm nhường, tử tế. Người ta không bao giờ người ta làm cho ai cảm thấy là kiểu như là coi thường ai đâu. Người ta không làm mất mặt ai, không làm cho ai cảm thấy phải xấu hổ đâu. Nghĩa là những cái người ta có quý nhân, người ta có quý nhân phù trợ ấy. Người ta là những người ta có cái số mà được trời thương ấy. Người ta đi đến đâu người ta hài hòa, người ta luôn là những cái người ấy. Có khi người ta luôn chủ động, người ta yêu quý mọi người ấy. Những người đó người ta khéo ứng xử lắm. Người ta khéo ứng xử lắm. Người ta tiếp xúc với người này người kia là kiểu gì người ta lấy được cái thiện cảm. Kiểu gì nhá, mình nói các bạn nhá, những cái các bạn cứ đi ra ngoài các bạn gặp. Các bạn đi ra ngoài các bạn gặp là những cái người nào mà khi các bạn tiếp xúc ấy, mà trong cái giao tiếp của họ ấy, họ để lại cho các bạn cái, các bạn rất dễ là các bạn có thiện cảm với họ ấy, thì những cái người đó hầu như họ đều là những người có quý nhân đi theo. Rất nhẹ nhàng, luôn để lại cái ấn tượng mà tốt đẹp,
thiện cảm, họ có cái gì, họ tình người, họ có cái gì, họ đức độ ấy. Ừ, các bạn cứ để đi, những người đó là những người họ số sướng lắm, họ cũng là những người hay gặp may lắm. Ừ. Mà thường những cái người đó họ là những người họ sang. Ừ. Họ sang ấy, họ là cái người có phúc ấy. Mình nói như cái người sang ấy, cái người sang thì đôi khi là như thế này này. Có nhiều người nhìn người ta thì có vẻ là người ta có nhiều tiền, nhưng mà người ta chưa chắc người ta đã là cái người sang. Nghĩa là có nhiều người, người ta giàu nhưng mà người ta không sang ấy. Nhưng mà có những cái người ấy thì người ta vừa giàu vừa sang. Nhưng mà cũng có những cái người, cũng có nhiều người ấy, kể cả là về vật chất người ta không giàu, người ta chưa giàu nhưng mà người ta rất sang. Ừ. Về cái cách ứng xử thế này thế kia người ta rất là sang. Ừ. cái người sang trọng thì nó thể hiện là ở cái đức độ người ta ấy, ở cái cách cư xử người ta ấy. Nó có một cái gì nó lịch thiệp, nó lịch sự, trân trọng tôn trọng mọi người, không có gây khó chịu cho mọi người. Còn cái người mà không sang trọng thì cho dù họ là cái người có nhiều tiền nhưng mà họ hay làm ảnh hưởng đến người khác từ cái cách cư xử này nọ. Mình nói một cái người có nhiều tiền đến đâu nhưng mà ngồi trong một cái đám đông có cả phụ nữ, có cả trẻ em, có cả người già, mở ra cái điếu thuốc bật lên hút phì vèo nhà khói, cái người như vậy đâu phải là cái người sang đâu. Cái người như vậy ok, họ là cái người có thể họ có nhiều tiền, nhưng mà cái cư xử, cái hành động đó là cho thấy họ là cái người không phải là cái người sang trọng. Hay là nói đúng hơn là như này, những cái người sang trọng ấy, cái người không sang trọng ấy, họ thừa là những người ấy, họ mất lịch sự, thiếu đi cái tinh tế, thiếu đi cái lịch sự, thiếu đi cái hiểu biết, thiếu đi cái tế nhị, thiếu đi cái đồng cảm, thiếu đi cái quan tâm người khác. Và đôi khi những cái người không sang trọng, họ thừa là những người vô ý thức. Và những cái người đó họ thừa là những người ích kỷ kiểu vô ý thức ấy. Thậm chí là đôi khi là họ biết mà họ kệ. Cái việc của họ là cái việc của họ, còn cái việc của mọi người là cái việc của mọi người. Cái kiểu như vậy. Cái người như vậy thì họ kề, họ có rất nhiều tiền nhưng mà họ không phải là cái người sang. Còn mình nói những cái người mà người ta là những người, người ta nhiều phúc, người ta sang trọng ấy. Ừ, người ta là những người sang, kể cả là người ta bình thường thôi, tiền nó người ta không nhiều. Người ta không nhiều nhưng mà từ cái cách mà ứng xử, từ cái cách mà thế này thế kia, từ cách ăn nói người ta không giờ ăn to nói lớn mà kiểu như để cho gây cái sự chú ý cho người khác, hay là để mà người khác cảm thấy khó chịu. Hay là ví dụ là đi đường ấy, kể cả là cái đường mà đang đông đang tắc này, người ta chả bao giờ người ta bấm còi inh ỏi lên. Tế nhị, sợ làm phiền, sợ làm ảnh hưởng đến người khác. Sợ làm ảnh hưởng đến người khác. Kể cả mình nói từ cái cách mà khi mà người ta tiếp xúc với người này người kia, mà cái cách giao tiếp, cái cách nhìn ấy. Người ta gặp người này người ta, cái ánh mắt người ta nhìn nó từ tốn, nó ôn hòa, nó thiện cảm. Chứ không bao giờ người ta nhìn cái người nào mà kiểu như là cái nhìn chằm chằm, nhìn soi mói, nhìn khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Ừ, không bao giờ có cái kiểu mà nhìn lại còn nhìn trộm, hay là nhìn kiểu nhìn cái chằm chằm ấy, nhìn như kiểu là muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy. Phụ nữ mà nhìn thấy người đàn ông mà kiểu như là hấp dẫn, nhìn cứ chằm chằm ấy. Rồi đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp hấp dẫn thì cũng nhìn theo cái kiểu như là thèm khát ấy, như kiểu như là như con thú, như kiểu là mèo nhìn thấy mỡ. Không bao giờ người ta tế nhị, người ta lịch sự. Và thường những cái người như vậy, thường là những cái người mà người ta như vậy thì là những cái người họ nhiều phúc, họ may mắn, họ sang, mà họ là những người có số trời thương. Bạn cứ để đi, những cái người như vậy, mình nói những cái người như vậy họ ít bị gặp những cái rủi ro, những cái không may mắn lắm. Bởi vì họ tinh tế, họ tế nhị, thế đâm ra là họ đi ra ngoài là họ luôn có thể là họ biết nhường nhịn ý. Họ biết nhường nhịn ý. Cái bản ngã, cái tôi của họ nó bé,
nó bé, nó nhường nhịn được. Còn những cái người kiểu như là cứ thế này thế kia, cứ thể hiện, cứ bất chấp, không cần quan tâm đến người khác, việc của mình là mình làm. Những cái người như vậy thường là những người cái tôi to đùng, cái bản ngã nó lớn. Và những cái người đó hay gặp chuyện lắm. Nhiều khi người ta nói rồi, bất cứ cái gì người ta đã có cái câu là cái gì, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cái cách sống đó không phải là cái cách sống hay. Cách sống đó không phải cách sống hay. Cách sống mà kiểu như là mình nói cứ cái người nào là cái người cứ tôn trọng được mọi người là cái người khôn ngoan nhất. Cứ tôn trọng được mọi người là cái người khôn ngoan nhất, là cái người mà bình an nhất, là cái người mà người ta hay gặp may mắn nhất. Là cái người thông minh nhất. Bạn cứ để đi. Bạn cứ để đi. Bất cứ ai. Bất cứ một ai đều thích. Đều thích những cái người mà người ta biết tôn trọng người khác. Đều thích những cái người mà kiểu như là người ta chân thành. Đều thích những cái người chân thật. Đều thích những cái người khiêm tốn, khiêm nhường. Mọi người đều quý chứ. Đều quý những cái người như vậy chứ. Các bạn cứ nhớ, các bạn cứ để ý là như này, những cái người như vậy nhá, họ làm cái gì nhá, họ cũng dễ thành công. Những cái người như vậy họ thường là những người họ dễ thăng tiến lắm, họ đi làm ở đâu cũng thế, dễ được sếp quý, dễ được mọi người quý, dễ thăng tiến lắm. Mà kể cả là ở trong cái cuộc sống bình thường ấy, giữa người với người thế này thế kia ấy, hay là kể cả là họ chơi với bạn bè, mọi người chơi với nhau ấy, thì những cái người mà khiêm tốn, cái người mà chân thành ấy, cái người mà khiêm nhường ấy, cái người chân thật ấy, luôn tôn trọng được mọi người ấy, họ được mọi người quý lắm. Họ được mọi người quý lắm. Chứ còn những cái người mà cứ thể hiện, cứ tỏ ra ta đây, cứ tỏ ra ta là nhất, ta là hơn người, ta là thông minh, tỏ ra ta là cái người, ta là cái người đúng, ta làm gì ta cũng đúng, ta nói gì cũng đúng, ta phải là cái người chiến thắng, thì những cái người đó lại là những cái người ấy. Cái người đó lại là những cái người người ta luôn thua, người ta không thắng được. Bây giờ mình nói cái ví dụ như này để chúng ta rõ nhá. Trong một cái nhóm bạn ấy, mà cái người này nói chuyện ấy, người ta luôn muốn giành cái phần thắng ấy, cũng là cái người này người ta nói chuyện, người ta cũng luôn muốn giành phần thắng ấy, nghĩa là cả hai người ấy, người ta luôn là cái người ta muốn giành phần thắng ấy, thì cái điều mà rất là đơn giản chúng ta nhìn, cả hai cái người đó ấy, họ đều là cái người thua, bởi vì cái người nào thắng thì vẫn là cái người thua. Cái người thua thì người ta không tâm phục khẩu phục. Còn cái người thắng thì người ta tưởng là người ta thắng, nhưng mà người ta vẫn là cái người thua. Người ta mất đi cái lòng người, mất đi cái nhân tâm, mất đi cái sự quý mến. Còn cũng là như vậy, trong một cái đám bạn lại có cái người, người ta gọi là cái người người ta ba phải. Nghĩa là bên nào người ta cũng ok, bên nào người ta đồng ý, bên nào người ta cũng thấy có cái lý, cũng đồng ý, người ta gọi là ba phải. Thì dù gì thì gì, cái người ba phải thì vẫn cứ là người vẫn được mọi người nói gì thì mọi người không ghét. Họ vẫn là cái người khôn, vẫn là cái người khôn hơn cái người mà cứ giành cái phần thắng ấy. Các bạn cứ để ý. Cái người ba phải là cái người đúng thì cũng gật, mà sai mà cũng thì cũng gật. Dù gì họ vẫn còn khôn hơn cái người cứ đòi nhận cái phần thắng. Mọi người vẫn không ghét. Nhưng mà cũng là trong một cái đám bạn, một cái người nào ấy, họ là cái người họ im lặng. Họ im lặng. Cái thái độ của họ ôn hòa, họ chăm chú, họ im lặng. Và nhiều khi họ cũng không lên tiếng. Họ tiếp nhận từng cái thông tin, từng cái kinh nghiệm, từng cái này cái nọ. Họ hiểu.
họ im lặng, họ thấu hiểu, không về phe ai hết, nhưng mà lúc nào cũng rất là ôn hòa, ôn tồn. Cái người đó là cái người mình nói, đấy là cái người mà mọi người luôn quý, họ luôn tôn trọng. Cái người đó là cái người mọi người luôn quý. Và những cái người mà người ta im lặng, người ta yên lặng như thế, họ đều là những người rất giỏi. Rất giỏi đấy. Bởi vì như thế này này, bởi vì đôi khi, nhiều khi họ là cái người họ nhìn thấu đấy. Họ nhìn thấu đấy. Họ nhìn thấu, nhìn thấu được cái sự việc đúng hay sai. Nhiều khi mình nói trên cái cuộc đời, trong cái cuộc đời, trong thế thôi, biết thế nào là đúng, biết thế nào là sai. Trong cái đúng có cái sai, trong cái sai nó có cái đúng. Đúng ở góc độ này nhưng mà lại sai ở góc độ kia. Ở đâu có cái gì là tuyệt đối đâu. Đúng hay sai làm sao mà chúng ta là cái người có thể là để mà phân tích ra được thì làm gì có cái gì đúng, làm gì có cái gì sai. Nhiều khi ở cuộc đời, ở cái đời, ở trên cái cuộc đời này, nhờ có cái sai thì mới có cái đúng. Nhờ có cái đúng mới có cái sai, chẳng hạn là như vậy. Các bạn cứ để ý đi. Nó kiểu, đôi khi nó kiểu là như vậy. Đúng không? Hay nói tóm lại là những cái bạn nào mà là cái người mà kiểu như là bạn đi đến đâu, bạn gặp gỡ ai trong cái giao tiếp ấy, bạn đều là cái người bạn luôn tôn trọng được người ta ấy. Không phân biệt, không coi thường người này người kia. Bạn luôn là cái người bạn tôn trọng được mọi người. Dứt khoát bạn là cái người có cái số trời thương. Bạn là cái người luôn có quý nhân đi theo. Và bạn là những người bạn hay gặp cái bình an, hay gặp cái may mắn trong cuộc sống. Bạn nào có cái kiểu như vậy, xin chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng các bạn. Một cái điểm này nữa này, các bạn lưu ý cho mình một cái điểm này nữa này. Những cái người mà người ta là những người, người ta có cái số trời thương ấy, người ta là cái người có quý nhân đi theo ấy, thì các bạn nhớ nhá, các bạn cứ để ý cho mình một cái điều là như này nhá. Những cái người này, người ta đi đâu, người ta gặp ai, cái gì trong cái giao tiếp, trong cái lời ăn tiếng nói người ta ấy, từ cái cử chỉ, từ cái lời ăn tiếng nói người ta ấy, nó luôn nhẹ nhàng, nó luôn nhã nhặn, luôn lịch sự, luôn thân thiện, có một cái gì đó ấy. Bạn nào có cái điểm đó, xin chúc mừng các bạn. Từ cái lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, nhã nhặn, lịch sự, thân thiện, vui vẻ. Cái người như vậy là cái người như mình nói, những cái người như vậy nhá. Những cái người như vậy trong cuộc sống người ta ấy, nó bình an, nó may mắn cực kỳ luôn, mà hay gặp những cái thuận lợi lắm ý. Chứ còn những cái người nào nhé, những cái người nào mà cứ, các bạn cứ để đi, những cái người nào mà khi mà các bạn gặp gỡ, các bạn tiếp xúc, các bạn cứ thấy là ăn nói kiểu như là nó cứ ăn nói cứ bộ bã bã, không có đầu, không có cuối. Cứ bộ bã, ăn nói trống không, cộc lốc thế này thế kia, những người đó khổ lắm. Cái bạn nào mà ăn nói cái kiểu như là cộc lốc, cái kiểu như là không có chủ ngữ, vị ngữ, ăn nói chấm không, ăn nói thiếu đi cái tôn trọng người này người kia, ăn nói hàm hồ, các bạn đều là những người cái số bạn nó khổ, nó chưa được may mắn đâu, nó chưa được may mắn đâu. Các bạn nên nhớ đấy, khi mà các bạn nói chuyện với một ai, khi mà các bạn tiếp xúc với một ai mà người ta nghe, người ta không muốn tiếp xúc với bạn ấy, thì bạn biết là bạn là cái người mà chưa được may mắn. Bạn chưa phải là cái người mà có nhiều phúc. Bạn chưa phải là cái người có quý nhân đi theo. Còn khi mà bạn mà kiểu như là bạn giao tiếp, bạn nói chuyện, bạn tiếp xúc với ai ấy, mà người ta ấy nhiệt tình với bạn, người ta quý bạn, người ta thích lắng nghe bạn, thích nói chuyện với bạn, thì ok, bạn là cái người có quý nhân đi theo, bạn là cái người có cái số trời thương.
mà thường những cái người đó ấy, những cái người đó thì cái lời ăn tiếng nói của họ ấy, nó thân thiện, nó nhã nhặn, biết người biết ta. Ừ, họ biết người biết ta, cái lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, quan tâm người này người kia, mà đặc biệt là những cái người đó ngọt ngào lắm. Cái lời nói nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào lắm. Cái người đó mà khi mình nói như cái người có cái số trời thương, cái người quý nhân, cái người hay gặp may mắn ý, khi mà họ giao tiếp với ai ấy, họ luôn kiểu như cái lời ăn tiếng nói của họ, họ luôn quan tâm được đến, luôn quan tâm được đến đối phương ý. Luôn quan tâm nha, luôn kiểu như là trong cái câu chuyện của người ta ấy, không nói đến cái chuyện của mình nhiều đâu, mà chỉ nói đến cái chuyện của bạn thôi. Nói đến những cái chuyện gì mà bạn quan tâm, nói đến những cái chuyện gì mà bạn thích, quan tâm đến việc của bạn. Họ là họ thể hiện, họ tôn trọng bạn, họ có hứng với bạn, mà thích khen lắm, thích khen bạn lắm. Nhìn bạn có cái gì là như thế này thế kia là họ khen. Bạn cứ để ý. Thế nên ý, cái bạn nào ấy, bạn nào là cái người mà kiểu như là bạn, cái lời ăn tiếng nói của bạn ấy nó luôn thân thiện, nhẹ nhàng, luôn nhã nhặn ấy, luôn biết quan tâm người này người kia ấy. Khéo léo ấy, cởi mở vui vẻ ấy. Bạn đều là những người hay gặp may mắn lắm. Bạn đều là những cái người mà có cái số trời thương đấy. Bạn thường là những cái người thành công, dễ thành công lắm. Trong cuộc sống bạn là những người bạn dễ thành công lắm, có quý nhân đấy. Bạn nào có thì bạn cứ phát huy. Ừ, bạn cứ phát huy nhá. Mình nói quý vị là như này này. Muốn nói gì thì nói, muốn nói gì thì nói. Chúng ta ấy, chúng ta đều thích. Đều thích những cái gì nó nhẹ nhàng, cái gì nó ngọt ngào. Đều thích người ta tôn trọng mình, đều thích người ta là có những cái lời ăn tiếng nói ấy, quan tâm đến mình, khen ngợi mình, đều thích người ta hiểu được cái giá trị của mình, đúng không? Đều thích người khác cho mình là cái người quan trọng, đều thích người khác là ân cần lắng nghe mình, kiểu là như vậy. Thế nên cái người nào là những người mà người ta có những cái điều như thế, chúng ta rất quý, chúng ta rất quý, đúng không? Chúng ta sẽ rất quý những cái người như vậy. Chứ còn những cái người nào mà cứ cộc lốc, cứ ăn nói thiếu, không có đầu, không có đuôi, không có chủ ngữ vị ngữ, là những cái người mà kiểu như là cứ nghĩ sao thì nói vậy, ăn nói tành đoàng, không để ý cái lời ăn tiếng nói. Nhiều khi chưa suy nghĩ cái gì cũng nói, chưa biết chưa đâu vào đâu cũng nói này nấy nọ, gây ảnh hưởng, gây khó chịu cho người này người kia. Chúng ta đâu có thích đâu. Muốn nói gì thì nói, đâu có thích đâu, đúng không? Đâu có thích đâu. Những cái người đó thì thường là những người thất bại chứ. Những người như vậy thì là những người mà trong cuộc sống người ta nói là những người như thế, là những người mà thiếu đi cái giáo dưỡng, thiếu đi cái nhận thức. Thiếu nhận thức thì cái cuộc sống thì nhiều khi nó khó khăn là đúng rồi. Lấy đâu ra may mắn? Người với người mà giao tiếp với nhau mà không để lại những ấn tượng, không để cho người ta quý mình, để cho người ta coi thường, để cho người ta ghét mình, thì lấy đâu ra cái thành công nữa? Lấy đâu ra cái thành công nữa? Người như vậy đâu phải là cái người khôn ngoan, đâu phải là cái người mà kiểu như được trời thương đâu. Mà thường là những cái người mà được trời thương, họ đều là những người, mình nói đấy, họ đều là những người họ có ý chí lắm. Họ đều là những người có quyết tâm, có cái nỗ lực, có cái ý chí phấn đấu. Họ đều là những người họ thích học hỏi. Họ đều là những người họ hiểu biết,
họ ham học hỏi, họ hiểu biết, họ tôn trọng mọi người, họ cũng đều là cái người kiểu này, cái tâm của họ ấy. Cái tâm của họ tốt, họ cũng là những cái người nhạy bén, nhạy cảm. Họ cũng là những người mà kiểu như là họ biết đặt địa vị mình vào người. Thế nên đâm ra là cái cách mà giao tiếp, cái cách cư xử, cách ứng xử của họ ấy, nó tâm lý vô cùng luôn. Các bạn cứ để ý. Và thường những cái người như vậy trong cuộc sống họ dễ thành công. Dễ thành công lắm. Mình nói các bạn có tài giỏi như thế nào đi, tài giỏi như thế nào đi chăng nữa không cần biết, nhưng mà nếu như các bạn là những người mà các bạn thiếu đi cái thiện cảm của người khác, các bạn rất mà khó để mà thế này thế kia. Nhiều khi cái cảm xúc của con người nó vẫn là cái lớn đấy, cái tình cảm, cái cảm xúc con người vẫn bị kiểu như là cái cảm xúc nó chi phối, nó lớn lắm chứ. Nó cứ chạy ngầm, nó chạy ẩn ở bên trong. Mà cái người mà nhã nhặn, cái người mà kiểu như là biết tôn trọng được người khác, cái người mà biết làm cho, biết đặt địa vị mình vào người khác, người ta cái tôi ngã người ta nó nhỏ xuống ấy. Ừ. Cái người đó có bao giờ thiệt thòi đâu. Các bạn để ý đi. Cái người đó có bao giờ thiệt thòi đâu. Trong cuộc sống cái người đó họ đều là những người họ dễ gặt hái được thành công. Còn những cái bạn nào cứ lanh cha lanh chanh, cứ thể hiện cứ thế này thế kia, cứ muốn là phải đi lên đầu trên đầu trên cổ thiên hạ ấy, cứ muốn ăn trên ngồi chốc, cứ muốn thế này thế kia, các bạn đều là những người thất bại, không ai ủng hộ các bạn, trong cái tập thể chả được lòng ai, cứ theo cái kiểu như là ta đây. Các bạn có thông minh, các bạn tài giỏi, mà các bạn là kiểu như là cái cách sống của các bạn ý, nó thiếu đi cái quan tâm, cái quan tâm, cái để ý người khác, thiếu đi cái giúp đỡ người khác, thiếu đi cái ân tình đối với người khác ấy, thì còn lâu các bạn mới được cái gì. Ai ủng hộ các bạn như thế là như kiểu là các bạn là có tài mà không có đức, ai dám đưa các bạn lên, ai dám đi theo các bạn. Chứ còn những cái người nói chung, những cái người nào người ta là những người khéo léo, mình nói trong cái cuộc sống rất cần nói gì thì nói, bất cứ một cái gì rất cần cái khéo léo trong cái giao tiếp, đặc biệt là phải nhã nhặn, phải lịch sự, phải tôn trọng người, trọng người trọng mình, phải luôn nhớ là bất cứ ai cũng thế thôi, người ta đều rất cần người khác, là luôn luôn là bây giờ nhá. Bây giờ bạn nhẹ nhàng, bạn lịch sự, bạn được lợi nhiều thứ lắm. Bạn được lợi nhiều thứ lắm. Chứ cần biết như thế nào, bạn cứ hạ cái tôi của mình xuống. Bạn gặp gỡ người này người kia, bạn ăn nói nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng mà chân tình chân thành thật thà, khiêm nhường khiêm tốn, kính mến người ta, yêu quý người ta, chân thành với người ta, thì bạn chỉ có được lợi thôi. Bạn đâu có hại đâu. Bạn cứ thử đi, bạn đi đâu ấy. Bạn đi đâu thế, bạn đến cơ quan nào thế, bạn đến nơi nào thế, bạn vui chơi chỗ nào thế, bạn gặp ngay từ những cái bác bảo vệ, chú bảo vệ, hay là những cái cô lễ tân, hay là những cái người này, người kia nhân viên, bạn cứ nhẹ nhàng, bạn tôn trọng, bạn lịch sự. Mình nói nhá, bạn cứ hỏi người ta cái gì thì bạn tôn trọng cái lời ăn tiếng nói của bạn ấy, bạn quý mến người ta, bạn chân thành nhá. Cái nụ cười của người ta ấy, hay là cái cách trả lời, cái cách nói chuyện của người ta ấy, nó đầy tình người luôn. Từ cái ánh mắt, cái nụ cười mà khi mà người ta chân thành với các bạn ấy, bạn nhìn người ta ấy, người ta tiếp đầy cái năng lượng cho bạn, bạn tự dưng bạn cũng thấy vui chứ. Cái não của bạn ấy, cái dopamine ở trong não bạn nó tiết ra ấy, nó làm cho bạn phấn chấn, bạn hạnh phúc, bạn vui vẻ. Thế bạn thêm cái đề kháng tốt. Chứ bây giờ bạn cứ thế này thế kia, bạn không tôn trọng mọi người, bạn đi đâu bạn cứ thể hiện
ăn nói thì bạn cứ coi thường người này người kia, đến lúc mà người ta nhiều khi bạn cứ tưởng bạn ghê gớm, bạn hỏi người ta không thèm trả lời, người ta không thèm thế này thế kia, nhiều khi người ta quay lại người ta ném cho bạn cái ánh mắt hình viên đạn ấy, bạn chột dạ liền ấy. Ở đấy mà tinh vi, bạn cứ để ý đi, là khi người ta mà không quý bạn, người ta coi thường, bạn coi thường người ta cũng coi thường bạn, người ta coi thường bạn thì tự dưng bạn nghĩ đi, trong đầu bạn ấy căng thẳng liền, không có cái dại nào bằng cái dại nào, đúng không? Bạn mà có sức mạnh như thế nào ấy mà bạn là cái người mà bạn kiểu như là không tôn trọng người khác, không quan tâm người khác ấy, thế này thế kia ấy, bạn cứ thể hiện mình thôi ấy, thiếu lịch sự ấy, thiếu tôn trọng người khác ấy, lời ăn tiếng nói này này nọ nọ ấy, thì bạn chả là cái gì. Trông thế thôi chẳng là cái gì, yếu. Người như vậy là cái gì? Yếu. Người như vậy đâu có sức mạnh đâu. Cái người mà càng đi đầu thì người ta càng là những cái người mà kiểu như là người ta đi sau. Người càng mà muốn lên cao, muốn người trên thì người ta càng phải là kiểu như là người ta phải xuống thấp, người ta phải ở cái vị trí thấp, người ta phải hòa mình được vào, người ta phải thế này thế kia, người ta phải có cái sự mà mình nói sếp với nhân viên ý, thì nhiều khi cái người lãnh đạo với cái người lính, cái người nhân viên của mình thì mình nói cái người lãnh đạo giỏi, cái người sếp giỏi, ngoài cái giờ công việc ra người ta rất bình dân giản dị, gặp nhân viên ngồi anh em ngồi uống chè, uống chén rượu, chén bia với nhau như hai thằng bạn bình thường, như hai đứa bạn rất bình thường, thích nói gì nói, thích như thế nào, đâu cần cái gì đâu. Đấy mới là cái nghỉ khôn. Đấy mới là cái nghỉ khôn. Chứ bạn cứ giữ oai nghi quá, bạn thể hiện cái này cái kia quá thì nhiều khi mình nói có những cái mà người ta cảm thấy có cái khoảng cách ấy, thì có những cái người ta sẽ không nói với bạn. Mà không nói với bạn là bạn không biết. Cái vị trí của bạn thì bạn biết. Bạn biết cái gì là của bạn. Nhưng mà ở cái chỗ của người ta cũng có cái biết của người ta. Bạn không gần gũi với người ta thì còn lâu. Bạn cứ thể hiện. Phải có cái nhỏ nó mới có cái lớn chứ. Phải cảm ơn lẫn nhau chứ. Có bùn thì mới có sen chứ. Bạn cứ để ý đi. Có người thua thì mới có người thắng chứ. Có người dốt thì mới có người giỏi chứ. Bạn cứ để ý đi. Bây giờ bạn là cái người tướng. Bạn đi đánh trận, đúng không? Đối thủ của bạn ấy mà càng ghê gớm ấy, mà càng thua ấy, kém bạn ấy, nhờ thế mà bạn mới là cái người bạn được là cái người tướng giỏi chứ. Thế bạn phải cảm ơn người ta chứ. Đôi khi bạn phải cảm ơn những cái người thua bạn chứ. Thế ở đời đấy, cái người nào cũng thế thôi. Đừng có phân biệt, đúng không? Không nên phân biệt. Chả cái gì nên phân biệt. Cuộc sống ai mà biết được ngày mai là như thế nào, nay thế này mai thế kia. Ừ, đâu ai biết được. Đấy, thế đại loại là đấy thôi, cứ bạn nào nhé, bạn nào mà kiểu như là cái bạn đi ra ngoài cái lời ăn tiếng nói của bạn nhã nhặn nhá, ngọt ngào nhẹ nhàng, nhã nhặn thân thiện, vui vẻ, quan tâm tôn trọng người này người kia, người này người khác, ừ, thì các bạn đều là những người có số quý nhân. Các bạn cứ yên tâm, các bạn cái cuộc sống của các bạn ấy, các bạn hay gặp nhiều cái may mắn thuận lợi. Còn bạn nào mà chưa có được cái điều đó ấy, thì các bạn cố gắng là các bạn làm thế nào mà, nếu như bạn nào mà kiểu như là bỗ bã quá ấy, hay là cộc lốc hay là thế này thế kia, thì các bạn cố gắng là các bạn chỉnh sửa lại một tí, chỉnh sửa làm sao mà để mà cái lời ăn tiếng nói của mình ấy nó nhẹ nhàng, để cho người ta, mình tôn trọng người ta tôn trọng mình, thì nó sẽ là tốt nhất. Chứ còn như mình nói luôn là thế này nhá, nếu như bạn nào mà cái kiểu ăn nói của các bạn ấy mà nó cứ như vậy, mà trong cuộc sống của bạn ấy
nó vẫn cứ là thành công, nó vẫn mang lại cho bạn những cái hạnh phúc, thì thôi bạn cứ giữ nguyên cho mình. Ừ, bạn không cần phải thay đổi, bạn cứ giữ nguyên. Nếu như cái kiểu của bạn nó đang làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, đang làm cho bạn cảm thấy thành công, bạn vẫn có những người xung quanh thế này thế kia mà người ta yêu quý quý mến bạn trong cái môi trường của bạn, thì bạn cứ giữ nguyên. Còn nếu bạn cảm thấy cái kiểu của bạn ấy nó như vậy mà nó đang khó khăn, nó đang thất bại, nó đang không thành công, đang đi đến đâu gặp người này người kia nó cứ không thuận lợi, khó mà gần được với những cái người này người kia, thì bạn thay đổi. Thay đổi nhá. Nếu như mà cảm thấy thế thì có thể là thay đổi. Cứ nói làm sao mà người ta nói rồi, lời nói không mất tiền mua, cứ lựa lời mà nói, lựa lời mà nói cho nó vừa lòng nhau. Cái điều đó là cái điều quan trọng đấy nhá. Điều đó là quan trọng lắm. Bạn cứ nhớ đấy, ở đời không có cái gì là cái gì thì chúng ta cũng cần phải biết thì nó mới đỡ khổ được. Muốn nói gì thì nói. Các bạn lưu ý cho mình cái điểm đó. Một cái điểm này nữa. Cái điểm này rất là quan trọng này, các bạn để ý nhá. Cái điểm này quan trọng cực kỳ luôn đấy. Ừ. Bạn nào có điểm này thì dứt khoát bạn là cái người có quý nhân đi theo, bạn là cái người có cái số trời thương. Bạn nào nhá, bạn nào là những người mà kiểu như lại bên trong bạn ấy. Bạn sửa lời. Bạn là cái người có cái cách sống sửa lời. Nghĩa là bạn là cái người mà bạn thoáng ấy, cách sống của bạn nó thoáng ấy. Ừ, cái cách chi tiêu này hay là cái cách sống ấy, cách sống với người này người kia, với bạn với bè, với tất cả, nói chung là trong cuộc sống bạn là cái người phóng khoáng, bạn là cái người sửa lời ấy. Dứt khoát bạn sẽ là cái người có cái số trời thương. Những cái người sửa lời họ thường là người may mắn lắm, may mắn cực kỳ luôn. Bạn để cho mình cái điều đó. Bạn để đi. Mình nói các bạn nhé, các bạn cứ nhìn xung quanh các bạn đi. Các bạn cứ nhìn xung quanh các bạn đi. Hay là nếu như bạn nào là cái người mà sửa lời, bạn cứ tự nhìn vào chính bạn đi. Bạn sẽ thấy cái cuộc sống của bạn ấy nó thuận lợi thuận tiện lắm. Từ những cái mối quan hệ, những cái mối giao tiếp đủ các kiểu. Bạn gặp người nào người ta cũng thích bạn, người ta cũng quý bạn. Nếu bạn là cái người mà có cái cách sống ấy, nó phóng khoáng, nó sửa lời, nó lạ lắm. Mình nói nhá, ở đây nhá, cái phóng khoáng, cái sửa lời nhá, nếu bạn là cái người, ví dụ bạn là cái người phú quý, bạn là cái người giàu, thì bạn có thể là bạn sửa lời về cái mặt tiền nong. Bạn là cái nhân nghĩa thì bạn có thể là sửa lời về cái mặt mà giúp đỡ, về cái mặt trượng nghĩa, về cái mặt mà giúp đỡ bằng cái công sức, bằng cái này cái kia. Còn nếu như bạn là cái người, ví dụ bạn là cái người mà bạn hiểu, bạn biết hơn người khác một cái gì đó mà người khác người ta không biết, thì bạn có thể là bạn sẵn sàng là bạn nói cho người ta những cái này cái kia, bạn chia sẻ những cái hiểu biết, những cái bí quyết này bí quyết nọ, nói chung bạn sửa lời, bạn cảm thấy là cái kiểu như là phóng khoáng sửa lời, thì các bạn biết. Bây giờ mình nói đơn giản ví dụ là như này này, nếu như bạn là cái người mà bạn sửa lời về trong cái mặt mà tiền nong chẳng hạn, đúng không, tiền nong. Bạn đi đâu, bạn đi với bạn bè, bạn đi chơi, bạn đi ăn, đi uống, bạn sẵn sàng là những cái người bạn thích, bạn có thể là bạn mời bạn bè, bạn không tính toán. Ừ, bạn sẵn sàng, bạn sẵn lòng. Bạn chơi với bạn, bạn có người bạn, bạn là cái người có tiền, ok. Bạn cứ mời, kể cả người ta không mời lại bạn, bạn vẫn cứ mời. Ừ, bạn là cái người sửa lời, bạn là cái người phóng khoáng. Hay là bạn đi đây, đi kia, bạn đi chợ, bạn mua sắm. Bạn mua cái này, mua cái kia. Nếu bạn là cái người có kinh tế thì bạn không bao giờ, mình nói nhá,
bạn đi bạn mua, nhất là những cái thứ mà nó lặt vặt thế này thế kia, bạn không mặc cả, không cần phải mặc cả, bạn cứ mua không mặc cả. Nếu bạn là cái người có kinh tế thì bạn không cần phải mặc cả. Mình nói có nhiều cái trường hợp, có nhiều người người ta có kinh tế nhưng người ta vẫn cứ kiểu người ta mặc cả, rồi người ta so đo, người ta đôi khi người ta còn tính toán, người ta mặc cả hơn cả những cái người mà người ta không có gì. Thế là chưa đúng. Các bạn nhớ là thế này này, nó lạ lắm. Nếu nhá, như trong cái cuộc sống nhé, bạn cứ để ý nhé, nếu như bạn là những cái người ấy, cái tính của bạn ấy nó càng sởi lời, người ta nói là sởi lời trời cho, bạn càng là những người bạn phóng khoáng, bạn sởi lời thì càng chứng tỏ bạn là những người ấy, bạn hay gặp may mắn, bạn hay có lộc. Chứ còn những cái người nào mình chưa thấy, những cái người nào mà người ta đi, người ta cứ cái này cái kia, mà người ta cứ lặt vặt năm xu một hào, người ta cứ kiểu như bùn xỉn sau ra tính toán ấy, mà người ta thành công được bao giờ? Những cái người đó người ta chỉ bình bình thôi. Cái người mà so đo tính toán quá, cái người mà chặt chẽ, mà ki bo kẹt xỉn ấy, họ đều là những cái người họ thành công. Cái thành công của họ nó chỉ bình thường thôi, mà những cái người đó trong những cái mối quan hệ, người ta không hề, người ta sẽ không có được những cái mối quan hệ chất lượng đâu. Bạn cứ để cho mình, bây giờ không cần phải phân tích gì nhiều, các bạn cứ nhìn những cái mối quan hệ xung quanh mình ấy, là các bạn cũng thấy, cứ nhìn những cái người xung quanh ấy, những cái người nào mà người ta có cái lối sống, người ta phóng khoáng, người ta thân thiện, người ta sưởi lời, người ta cởi mở ấy, người ta không tính toán ấy, người không so đo, không thế này thế kia ấy, thì họ đều là những người rất dễ thành công. Mà trong cuộc sống họ hay gặp may mắn, hay gặp thuận lợi lắm, hay có lộc lắm. Ừ, mà những cái người như vậy nha, mình nói những cái người như vậy, người ta khi mà người ta có cái chuyện gì nhá, người ta đầy người giúp đỡ, đầy người đứng ra người ta giúp đỡ. Khi có chuyện gì chỉ ới một cái là đầy người, người ta sẵn lòng người ta giúp đỡ. Ừ, ai chả quý cái người xảy lời, ai chả quý cái người sông xanh, ai mà không thích, ai ai mà không thích cái người phóng khoáng. Còn nhé, bạn là cái người nhé, bây giờ mình nói, kể cả bây giờ mình nói đơn giản là thế này này, trong làm ăn, trong công việc, trong bất cứ một cái gì, bạn là cái người bán hàng đi, bây giờ đơn giản bạn là cái người bán hàng đi nhá, bạn bán cho khách hàng ấy, nhiều khi lẽ ra là bạn bán năm, nhưng mà khi mà người ta mua của bạn ấy, ok, người ta cũng không mặc cả đâu, thôi thì bạn bán năm, khi bạn cân cho người ta, bạn tươi tươi lên tí, coi đây là tươi tươi, đây là khách, khách quen hay thế này thế kia, bạn tươi tươi cho người ta một tí, mình nói lần sau người ta lại quay lại. So với những cái người khác mà người ta bán thì có khi người ta bán xấu rồi người ta lại không tươi, thì tất nhiên là cái người khách hàng, người ta rất là khôn, người ta thông minh, người ta sẽ tìm đến bạn chứ. Bạn là cái người bạn sởi lời, người ta sẽ tìm đến bạn, mặc dù là bạn cái sởi lời thì bao giờ cũng là cái mà phải chịu thiệt đi một tí. Thì rõ ràng bạn là cái người bạn có cái cách sống sông sênh, phóng khoáng, sởi lời, thì bao giờ bạn cũng là cái người bạn phải chịu thiệt đi một tí. Mà nếu như bạn là cái người mà bạn chịu thiệt đi một tí được ấy, thì chứng tỏ bạn là cái người như thế nào, cái tâm lượng của bạn nó lớn. Cái tâm lượng của bạn nó lớn, và cái người mà cái tâm lượng lớn ấy, họ là cái người có quý nhân, họ thường là cái người được trời thương. Cái tâm lượng của bạn lớn thì bạn là cái người tốt, bạn đối xử với người khác tốt, bạn không sợ thiệt thòi, bạn sẵn sàng là bạn sẵn sàng là bạn 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 bạn, bạn, bạn hy sinh, bạn giúp đỡ, bạn hy sinh, bạn chịu thiệt, kiểu là như vậy. Thế thì bạn là cái người có quý nhân. Chứ còn những cái người trong làm ăn mà cứ chặt chẽ, mà cứ tính toán, cứ chặt chẽ quá, cứ ki bo mà không ai vớt được của mình một cái xu nào thì thôi rồi, những cái người đó thì cái lộc nó không nhiều, cái lộc nó không nhiều. Bạn mà bán hàng, mà bạn mà kiểu như bạn là bạn cứ để đi, bạn kinh doanh, bạn bán đắt, mọi người bán như này mà bạn còn bán đắt hơn mọi người, chắc chắn là bạn sẽ vắng khách. Ok, không phải là không có khách, có, dĩ nhiên là có. Có thể là ăn dày, nhưng mà khách nó mỏng lắm, lượng khách nó ít.
Mà bạn như thế thì bạn bán kiểu chất lượng thì cái số lượng nó ít, ok, nó không không tiến được, không tiến được. Còn cái người ta bán hợp lý giá, người ta giá cả hợp lý, người ta bán số lượng lớn. Cái số lượng lớn thì người ta phải, cái lợi nhuận người ta phải hơn bạn nhiều chứ. Lợi nhuận người ta hơn bạn nhiều chứ. Đây là mình nói riêng cái chuyện bán hàng, bạn cũng sởi lời, bạn phóng khoáng, bạn sông xanh lên thì khách hàng sẽ quý bạn, sẽ nhớ bạn. Còn kể cả là cái chuyện nhập hàng cũng vậy. Bạn là cái người mà nhập hàng á, trong kinh doanh, trong buôn bán, bạn là cái người mà kiểu bạn cứ mua cao hơn tí thì mình đảm bảo những cái người ta cung cấp hàng ấy, kiểu gì người ta có cái gì người ta cũng gọi cho bạn đầu tiên. Mà hơn nữa, người ta muốn bán hàng cho bạn ấy, người ta cũng gọi cho bạn những cái hàng mà nó chất lượng. Trông vậy thôi. Hay là kể cả bây giờ bạn là cái người không phải bạn kinh doanh, bạn buôn bán một cái gì nữa nhá. Bạn là cái người bạn đi mua, đi sắm, đi đi ăn, đi uống như thế này thế kia ấy. Bạn là cái người bạn cũng là phóng khoáng sởi lời. Thì mình nói nha, những cái người ta bán hàng cho bạn ấy, người ta muốn bán cho bạn một cái đồ gì ấy như chăng nào ấy, hay hay là như thế nào đấy chăng nữa, người ta quý bạn ấy, thì cái đồ gì nó ngon nhất, nhiều khi nó ngon nhất, nó tươi nhất, họ sẽ bán cho bạn. Không bao giờ họ nỡ họ bán cho bạn những cái đồ lởm khởm, bán cái đồ kém chất lượng, không bao giờ. Bạn cứ để ý. Thế bạn sống như thế là bạn đâu có thiệt đâu. Bạn sống như thế bạn đâu có thiệt đâu. Bạn cứ để ý đi. Mà hơn nữa là trong cái cuộc sống mà bạn sống với người khác, bạn kiểu như là bạn sửa lời, người ta vui thì bạn có vui không? Có chứ còn gì nữa, thoải mái chứ còn gì nữa. Bạn làm cái gì, mình nói là bạn cứ làm cái gì người khác vui là tự dưng bạn thấy vui. Chứ bạn làm cái gì mà mình nói bạn làm cái gì mà người khác không vui nhá. Kể cả bạn có lợi, bạn được một cái lợi gì, nhưng cái lợi đó của bạn ấy nó chỉ là lợi trước mắt thôi. Cái lợi trước mắt thôi. Bạn làm cái gì mà người khác không vui mà bạn vui, cái đó nó đâu có bền. Cái đó nó đâu có bền đâu. Thế bảo là sao nhiều nhiều người có những cái người nhiều người người ta có nhiều tiền, nhưng mà người ta làm những cái người kiểu như vậy, người ta đâu có vui, cuộc sống người ta đâu có vui đâu, đâu có được hạnh phúc đâu. Mà những cái người như vậy thực ra là thế này, là những cái người người ta làm cái gì, người ta chỉ nghĩ đến cái lợi của người ta thôi. Người ta được là được, không cần biết người khác như thế nào ý. Cái lộc người ta nó không bền đâu, những cái người đó người ta không giữ được lâu đâu. Còn cái người người ta thực sự người ta có cái tầm nhìn ý, người ta hiểu một cái điều ý, đôi bạn cùng tiến, chúng ta cùng đi lên. Tôi vui thì bạn mới vui được, bạn khỏe thì tôi mới khỏe được, về lâu về dài phải là như thế, về lâu về dài phải là như thế. Nói chung ý, những cái người mà có cái cách sống ý, người ta sởi lời ý, người ta song sanh ý, người ta rộng rãi ý, thì những cái người đó ý, họ là những người họ có nhiều những cái mối quan hệ rất là tốt. Họ có nhiều những cái mối quan hệ mà chất lượng đấy, họ là những cái người họ được nhiều người quý mến đấy. Thế đâm ra là khi mà họ mà có cái chuyện gì hay là như nào, họ cũng được được nhiều người sẵn sàng người ta giúp đỡ. Mà kể cả là có cái cơ hội mà làm ăn hay là làm việc hay là một cái cơ hội tốt gì trong cái công việc, trong cuộc sống ấy, là họ sẽ là những cái người ấy. Mình nói họ sẽ là cái người mà luôn được những cái người này người kia, người ta ý người ta ấy, người ta chia sẻ những cái công việc, những cái cơ hội. Và những cái người đó trong cuộc sống họ dứt khoát họ sẽ là những cái người dễ thuận lợi, dễ thành công. Đấy, thế nên cái bạn nào nhé, mà trong cuộc sống mà bạn cứ cảm thấy nhé, mà bạn mà chặt chẽ quá ấy, thì bạn tự thấy xem là mình là cái người mà kiểu như là cái may mắn, cái lộc của mình nó có nhiều hay không, mà cuộc sống của mình nó có dễ thở hay không. Nếu bạn cảm thấy là cái cách sống của bạn ấy nó như thế mà bạn vẫn là kiểu như là chưa được như ý trong cuộc sống, bạn thay đổi lại đi, thay đổi lại đi. Khi bạn sởi lời hơn ý, bạn rộng rãi hơn ý, thì cái tâm lượng của bạn ý nó cũng rộng hơn ý, thì chắc chắn bạn sẽ nhiều những cái mối quan hệ người ta quý bạn hơn, và chắc chắn bạn có nhiều cơ hội hơn, và bạn không thiệt đâu. Tự dưng khi bạn sởi lời ý, người ta bảo rồi sởi lời thì trời cho, bạn cứ yên tâm đi. Cái người càng cho đi, cái người càng không sợ thiệt, thì cái người đó ý, càng là những người nhận được nhiều cái may mắn.
Khi bạn sởi lời ấy, thì là cái tâm của bạn nó không so đo, không tính toán nha. Bạn là cái người không tham, mà cái đầu của bạn không tham ấy, bạn đã là cái người ấy, có lợi rồi. Cái đầu của bạn nó nhẹ nhõm rồi. Còn bạn là cái người tham thì cái đầu của bạn ấy nó luôn phải tính toán toán, đau đầu lắm, mệt lắm, vất vả lắm. Sống thế thì cũng mệt, có tiền mà cứ đau đầu, cứ tính toán toán, cứ tham, cứ ích kỷ, cũng mệt đúng không? Cái tội gì, thiệt thòi đi tí, sống thoáng lên tí, cho đi, giữ làm gì? Cái cuộc đời, cuộc sống ai biết được cái ngày mai là như thế nào, thế cứ phải giữ làm cái gì? Chia sẻ đi, cho đi, ừ, đúng không? Các bạn cứ để đi. Thế nên bạn nào sống sẻ lời, các bạn đều là những người có quý nhân đi theo. Các bạn hãy để ý cho mình cái điều đó. Một cái điểm này nữa này, một cái điểm này thì không thể thiếu nhá. Các bạn nhớ nhá, một cái điểm này không thể thiếu được. Các bạn để ý cho mình nhá. Cái người nào, cái bạn nào ấy, bạn là cái người ấy mà bạn luôn muốn giúp đỡ người khác nha. Ở trong bạn ý, bạn là cái người mà bạn luôn muốn giúp đỡ người khác, người này người kia, nhất là những cái người mà người ta gặp những cái khó khăn hay là gặp những cái hoạn nạn, bạn thích giúp đỡ người ta. Ừ, bạn luôn muốn giúp đỡ người ta. Bạn là cái người bạn đồng cảm được với cái nỗi đau của người ta. Bạn là cái người có cái số trời thương. Bạn cứ để đi, bạn là cái người có cái số trời thương. Mình nói những cái người như vậy, những cái người mà hay giúp đỡ người này người kia, cái phúc người ta nó lớn lắm. Cái phúc người ta nó lớn lắm ấy. Bạn cứ để đi. Mình nói có rất là nhiều những cái gương, có rất là nhiều những cái mà cái tấm gương hay là những cái câu chuyện hay thế này thế kia về những cái tấm gương, những cái người này người kia giúp đỡ người này người nọ, mà thôi không phải câu chuyện gì cả, không phải cái câu chuyện gì cả. Các bạn cứ để ý tất cả những cái người xung quanh các bạn hay là những cái người mà người ta thành công trong cuộc sống, các bạn cứ để ý. Người ta đều là những người, người ta hay giúp đỡ người này người kia cực kỳ luôn. Mình nói kể cả là trong chỗ làm hay trong bất cứ cái môi trường nào, nếu bạn là cái người nhá, bạn là cái người bạn hay giúp đỡ người khác, kiểu gì bạn cũng là cái người bạn dễ được người khác lôi lên. Bây giờ bạn làm sếp. Bây giờ nhá, bây giờ đặt địa vị đi nhá. Bạn làm sếp mà bên dưới bạn ấy có cái người nhân viên. Khi bạn gặp cái chuyện gì, cái người nhân viên bạn sẵn sàng, người ta xả thân vì bạn, người ta giúp bạn, người ta không nề hà cái khó khăn, không nề hà đến cái bản thân người ta, mà người ta vì bạn, người ta coi bạn như kiểu người ta luôn, người ta sẵn sàng. Thì mình hỏi bạn, cái người như vậy, cái người nhân viên như vậy đáng quý đúng không? Đáng quý đúng không? Bạn coi người ta là quý nhân luôn ý. Nếu như khi bạn gặp chuyện mà người ta như thế, người ta không nề hà, người ta không tính toán cái gì, người ta sẵn lòng, người ta giúp đỡ bạn luôn, người ta xả thân vì bạn luôn, thế đương nhiên là chắc là bạn phải cho người ta gần mình chứ còn gì nữa, đúng không? Đấy là thực tế đấy. Đây là mình nói rất là thực tế luôn đấy. Mà thực tế ngoài đời toàn là như vậy. Các bạn cứ thấy là những cái người nào là những cái người đó, người ta yêu thương mình, người ta vì mình, người ta giúp đỡ mình, người ta thế này thế kia ấy. Mình có muốn trả ơn cho người ta không? Có chứ. Làm sao mình vô ơn được? Người ta giúp mình, người ta là những người, mặc dù là người ta giúp, người ta không phải là vì cái mục đích này, vì mục đích nọ, vì cái tâm tính người ta thôi, vì cái kiểu như là cái cách sống người ta thôi, vì cái tâm người ta, cái đầu người ta ấy. Ừ, người ta tốt, người ta tử tế, đúng không? Thế nên những cái người mình nói, những cái người mà cái tâm người ta tốt ấy, người ta thích giúp đỡ người này người kia, người ta đều là những người cái phúc người ta rất lớn. Các bạn nhớ đấy, cái phúc người ta lớn lắm, phúc người ta lớn lắm.
có những cái người, mình nói có những cái người, có những cái người, người ta làm được nhiều cái điều tốt, nhưng mà người ta làm những cái người mà kiểu như là cái lòng tốt, cái làm những cái việc tốt người ta ấy, người ta âm thầm người ta giúp đỡ, người ta làm nhiều điều tốt, cái phúc người ta cũng rất lớn. Cái đấy người ta gọi là cái âm đức. Cái âm đức thì bao giờ nó lớn, âm đức bao giờ nó lớn hơn cái dương đức. Cái dương đức là bạn làm cái gì tốt thế này thế kia ấy mà người khác đều thấy, thì đấy là cái dương đức. Nhưng mà cái âm đức ấy là bạn cứ âm thầm bạn làm những cái điều tốt mà người ta sẽ không thấy. Giống như mình nói ví dụ là đơn giản là như thế này, mình nói ví dụ đơn giản là như thế này nhá. Một cái đội bóng mà chiến thắng, khi mà cái đội bóng mà thi đấu với nhau ấy, hai cái đội bóng thi đấu với nhau mà một cái đội chiến thắng, thì cái đội chiến thắng ấy thì khán giả thì thường nhìn vào những cái người có công, như là cái người mà ghi bàn đúng không, hay là rồi là nhìn ok nào là những cái người mà truyền bóng đẹp để cho cái người mà cái người tiền đạo người ta ghi bàn, rồi người ta lại còn nhìn vào những cái người mà kiểu như là thủ môn, hay là những cái người mà hậu vệ phòng thủ tốt thì để mà không bị thua. Thì hay nhìn vào những cái điều đó, chứ mấy ai nhìn được vào cái huấn luyện viên, đúng không? Chẳng hạn là như vậy, mấy ai mà nhìn được cái người huấn luyện viên người ta giỏi thì người ta mới chỉ đạo cho cái đội bóng thắng. Nhưng mà cái người mà sâu hơn tí nữa thì người ta lại nhìn cái người nào mà người ta nhìn ra được cái người huấn luyện viên giỏi để người ta mời về, để người ta chỉ đạo cho cái đội bóng thắng, thì cái người nhìn sâu hơn nữa lại người ta lại nhìn được cái đó, và còn sâu hơn nữa nhờ có cái này, nhờ có cái kia, nhờ cái nó, rồi nhờ có những cái người mà thật giỏi thì người ta mới nhìn ra được những cái người tài ở dưới thế này thế kia. Nói chung là để mà nói cái âm đức thì nhìn nó sâu lắm, nhiều khi cái đường đi của cái âm đức nó sâu lắm. Thế nên chúng ta là nhiều khi là chúng ta là... Thôi cái vấn đề này thì sẽ có một cái video nào thì mình sẽ nói chia sẻ nó sâu về cái vấn đề mà âm đức hay là dương đức hay là như thế nào. Nó còn nhiều vấn đề lắm. Đấy, thế đại loại tóm lại là như này nhá. Bạn hay giúp đỡ người khác ấy, bạn là những người bạn luôn muốn giúp đỡ người khác ấy. Cứ người nào như nào như nào như là bạn nhìn đấy, bạn đồng cảm ấy, bạn có một cái lòng tốt ấy, bạn thích giúp đỡ người khác, bạn luôn muốn giúp đỡ người khác ấy, thì bạn đều là những người có phúc lớn, bạn đều là những người có quý nhân đi theo. Những cái người như bạn ấy, trong cái cuộc đời, trong cuộc sống ấy, bạn luôn bình an, bạn luôn gặp những cái chuyện dữ hóa lành, nó lạ lắm, hay gặp may mắn lắm, hay gặp bình an trong cuộc sống lắm. Bạn cứ nhớ với mình một điều là như vậy, bạn là cái người có cái số trời thương. Đó, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì vừa rồi là những cái nội dung mình chia sẻ. Thì cũng mong rằng là các bạn là những cái người mà có thật nhiều những cái đặc điểm trên, các bạn đều, cũng mong các bạn đều là những cái người mà có cái số trời thương, đều là những cái người mà có quý nhân đi theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.